Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu các bạn môn nguyên lý kinh tế học vĩ mô, còn gọi là môn kinh tế vĩ mô 1. Để nghiên cứu môn học này, chúng ta có thể sử dụng các tài liệu như sau. Tài liệu thứ nhất là sách giáo khoa Nguyên lý kinh tế học vĩ mô do Nhà xuất bản Lao động Xã hội phát hành vào năm 2009. Và tài liệu thứ hai đó là bài tập kinh tế vĩ mô 1 do Nhà xuất bản Lao động Xã hội phát hành vào năm 2009. Nội dung chương trình, chúng ta sẽ nghiên cứu 9 chương. Chương thứ nhất là khái quát chung về kinh tế vĩ mô. Chương thứ 2, đo lường các biến số kinh tế vĩ mô. Chương thứ 3, tăng trưởng kinh tế. Chương 4, tổng cầu và chính sách tài khoá. Chương 5, tiết kiệm, đầu tư và hệ thống tài chính. Chương 6, tiền tệ và chính sách tiền tệ. Chương 7, tổng cầu và tổng cung. Chương 8, thất nghiệp và lạm phát. Chương 9, kinh tế vĩ mô của nền kinh tế mở. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào nghiên cứu chương thứ nhất là khái quát chung về kinh tế vĩ mô. Trong chương này chúng ta sẽ nghiên cứu những nội dung sau. Thứ nhất, trả lời câu hỏi kinh tế học là gì. Một nhỏ là khái niệm. Kinh tế học là môn khoa học nghiên cứu cách thức xã hội sử dụng nguồn tài nguyên khan hiếm để sản xuất ra những hàng hóa cần thiết và phân phối chúng cho các thành viên trong xã hội. Kinh tế học còn có thể được định nghĩa là môn khoa học nghiên cứu cách thức mà xã hội lựa chọn để giải quyết 3 vấn đề, đó là sản xuất cho ai, sản xuất cái gì và sản xuất như thế nào. Phần thứ hai là phân loại. Thì căn cứ vào phạm vi nghiên cứu thì kinh tế học được chia thành hai loại là kinh tế học vi mô và kinh tế học vĩ mô. Kinh tế học vi mô nghiên cứu cách thức ra quyết định của các hộ gia đình và các hãng kinh doanh cũng như sự tương tác của họ trên từng thị trường cụ thể. Trong khi đó thì kinh tế học vĩ mô nghiên cứu sự vận động và các mối quan hệ kinh tế chủ yếu của một quốc gia trên bình diện toàn bộ nền kinh tế. Cụ thể, kinh tế học vĩ mô nghiên cứu sự lựa chọn của mỗi quốc gia trước những vấn đề cơ bản như sản lượng, tăng trưởng kinh tế, lạm phát, thất nghiệp, lãi suất, tiền tệ, tỷ giá hối đoái, tình trạng cán cân ngân sách nhà nước, cán cân thương mại, cán cân thanh toán quốc tế. Cách phân loại thứ hai là theo cách tiếp cận thì kinh tế học chia thành hai loại là kinh tế học thực chứng và kinh tế học chuẩn tắc. Kinh tế học thực chứng là việc mô tả, phân tích các sự kiện, các mối quan hệ trong nền kinh tế. Nói cách khác thì kinh tế học thực chứng là câu hỏi, trả lời câu hỏi là gì, là như thế nào. Hai là kinh tế học chuẩn tắc, đó là việc đưa ra các phương án, các cách thức để giải quyết các vấn đề trong nền kinh tế. Nói cách khác thì kinh tế học trả lời câu hỏi nên làm gì. Sang cái phần thứ hai la mã là hệ thống kinh tế vĩ mô. Thì hệ thống kinh tế vĩ mô bao gồm 3 yếu tố chủ yếu, đó là đầu vào, hộp đen và đầu ra. Trong hộp đen kinh tế vĩ mô thì có hai cái yếu tố rất quan trọng, đó là tổng cầu và tổng cung. Trước hết đó là yếu tố đầu vào. Thì yếu tố đầu vào thì bao gồm các yếu tố tác động đến hiệu quả hoạt động của nền kinh tế. Và đầu vào được chia thành hai loại là yếu tố ngoại sinh và yếu tố nội sinh. Yếu tố ngoại sinh là những cái yếu tố mà nằm ngoài sự kiểm soát của chính phủ, có nghĩa là chính phủ khó có khả năng can thiệp, ví dụ như là điều kiện thời tiết, tình hình chính trị, các điều kiện kinh tế của các nước bên ngoài. Yếu tố thứ hai là yếu tố nội sinh, tức là những cái yếu tố mà nằm trong sự kiểm soát của chính phủ có khả năng can thiệp, có khả năng cải thiện, ví dụ như các chủ trương, đường lối phát triển kinh tế, các chính sách và biện pháp điều tiết nền kinh tế. Yếu tố thứ hai của hệ thống kinh tế vĩ mô đó là hộp đen kinh tế vĩ mô. Trong hộp đen kinh tế vĩ mô thì gồm có hai yếu tố, đó là tổng cầu và chúng ta ký hiệu là AD, tổng cung ký hiệu là AS. Chúng ta sẽ nghiên cứu sâu hơn tổng cầu và tổng cung cho các chương tiếp theo. Sự tác động qua lại giữa tổng cầu và tổng cung chính là sự vận động của nền kinh tế và tạo ra các cái biến số mà chúng ta gọi đó chính là đầu ra. Yếu tố thứ ba đó là đầu ra. Đầu ra bao gồm những cái biến số chỉ kết quả hoạt động của nền kinh tế trong một khoảng thời gian nhất định, thông thường là một năm, còn gọi đó là năm tài khoá. Ví dụ của các yếu tố đầu ra như là sản lượng, hay nói khác chính là GDP, tốc độ tăng trưởng kinh tế, tỷ lệ thất nghiệp, tỷ lệ lạm phát, mức lãi suất, tỷ giá hối đoái, tình trạng cán cân ngân sách nhà nước, cán cân thương mại, cán cân thanh toán quốc tế, vân vân. Phần thứ ba là phương pháp nghiên cứu. Để nghiên cứu kinh tế học nói chung và kinh tế vĩ mô nói riêng, các nhà kinh tế thường sử dụng các phương pháp sau. Phương pháp thứ nhất đó là phương pháp khoa học. Đây là phương pháp yêu cầu khi nghiên cứu phải quan sát các sự kiện, các hiện tượng và phát triển lý thuyết, rồi thu thập dữ liệu để kiểm định lý thuyết đó. Phương pháp thứ hai đó là phương pháp trừu tượng hóa. Đây là phương pháp yêu cầu khi nghiên cứu phải có những giả định nhằm tập trung vào nghiên cứu mối quan hệ chủ yếu và bỏ qua mối quan hệ thứ yếu. Phương pháp thứ ba là phương pháp cân bằng tổng quát Quadras do Leon Quadras đưa ra. Với phương pháp này thì yêu cầu khi nghiên cứu điều tiết nền kinh tế vĩ mô phải hướng tới sự cân bằng đồng thời, hay còn gọi là cân bằng tổng thể ở tất cả các thị trường sản phẩm, thị trường tư bản
thị trường lao động. Theo Leon Quadrat thì có trên thị trường có 3 loại thị trường là thị trường vốn, thị trường lao động và thị trường sản phẩm. Ba thị trường này không có mối quan hệ với nhau, tuy nhiên nhờ sự góp mặt của doanh nghiệp mà các thị trường này lại có mối liên kết với nhau. Doanh nghiệp là người sản xuất ra sản phẩm và bán nó trên thị trường sản phẩm với mức giá là P. Để sản xuất ra sản phẩm thì doanh nghiệp phải vay vốn trên thị trường vốn, và để có vốn thì doanh nghiệp phải trả lãi cho cái người có vốn với mức lãi suất ký hiệu là Y. Trên thị trường lao động, doanh nghiệp muốn thuê lao động thì họ sẽ phải trả với chi phí, đó chính là tiền lương ký hiệu là V. Khi mà giá bán trên thị trường sản phẩm là P lớn hơn chi phí để sản xuất ra sản phẩm là V cộng với Y thì doanh nghiệp sẽ có lời, và khi doanh nghiệp có lời thì họ có xu hướng mở rộng sản xuất. Khi lợi nhuận còn lớn hơn không thì doanh nghiệp sẽ tiếp tục mở rộng sản xuất, đến khi nào mà lợi nhuận giảm xuống bằng không, tức là khi mà chi phí sản xuất bằng với lại giá bán thì doanh nghiệp không còn động cơ mở rộng sản xuất nữa. Thị trường sản phẩm đạt trạng thái cân bằng kéo theo sự cân bằng trên thị trường vốn và thị trường lao động. Đây chính là một cân bằng tổng thể trên cả ba thị trường. Phương pháp thứ tư đó là phương pháp toán học. Đây là phương pháp yêu cầu khi nghiên cứu phải lượng hóa được các biến số và phân tích mối quan hệ giữa các biến số đó thông qua các hàm số toán học hoặc là các đồ thị toán học. Chúng ta chuyển sang phần tiếp theo, đó là mục tiêu và công cụ điều tiết kinh tế vĩ mô. Trước hết đó là mục tiêu. Một là mục tiêu chung, thì mục tiêu chung gói gọn trong 6 chữ đó là ổn định, tăng trưởng và công bằng. Tuy nhiên để đạt được những mục tiêu này thì chúng ta cần có những cái mục tiêu cụ thể. Vậy những mục tiêu cụ thể là gì? Mục tiêu thứ nhất đó là mục tiêu sản lượng. Cần phải đạt được mức sản lượng thực tế cao, cái mức sản lượng này tương ứng với mức sản lượng tiềm năng và phải đảm bảo là ổn định. Mục tiêu cụ thể tiếp theo đó là mục tiêu việc làm, cần phải tạo ra nhiều công ăn việc làm tốt, hạ thấp tỷ lệ thất nghiệp trong nền kinh tế. Mục tiêu cụ thể thứ ba đó là ổn định giá cả, kiềm chế lạm phát. Mục tiêu cụ thể thứ tư đó là mục tiêu kinh tế đối ngoại, cần gia tăng kim ngạch xuất khẩu, duy trì tình trạng lành mạnh của cán cân thanh toán quốc tế và ổn định tỷ giá hối đoái. Mục tiêu thứ năm là phân phối công bằng. Trong mục tiêu chung của chúng ta đó là công bằng, và để đạt được công bằng thì trước hết chúng ta phải phân phối thu nhập và đảm bảo tính chất công bằng. Vậy để đạt được những mục tiêu trên thì cần phải có những công cụ gì? Chúng ta có 4 công cụ. Công cụ thứ nhất đó là chính sách tài khoá. Chính sách tài khoá ở đây có 2 công cụ chủ yếu, đó là chi tiêu chính phủ và thuế. Thông qua việc thay đổi chi tiêu chính phủ và thuế, chính phủ có thể tác động đến tổng cầu của nền kinh tế và từ đó có thể tác động đến các biến số của nền kinh tế khác như là sản lượng, như là tăng trưởng kinh tế, như là lạm phát, là thất nghiệp, vân vân. Chính sách thứ hai đó là chính sách tiền tệ. Thì đây là cái chính sách do Ngân hàng Trung ương thực hiện và có 2 công cụ chủ yếu, đó là thay đổi cái lượng cung tiền và cái mức lãi suất trong nền kinh tế. Chính sách thứ ba đó là chính sách thu nhập. Chính sách này bao gồm hàng loạt các biện pháp mà chính phủ sử dụng nhằm tác động trực tiếp đến thu nhập và giá cả. Ví dụ, trong bối cảnh lạm phát, chính phủ có thể điều chỉnh tiền lương để đảm bảo cái mức sống cho người lao động, hay có những cái mặt hàng bình ổn giá để đảm bảo đời sống cho người lao động. Chính sách tiếp theo đó là chính sách kinh tế đối ngoại, bao gồm hàng loạt các biện pháp giữ cho thị trường ngoại hối cân bằng, các quy định về hàng rào thuế quan, hàng rào kỹ thuật hay những biện pháp hành chính và các biện pháp tiền tệ khác.